lấy máy quay phim này quay thử xem coi là nó có được gần hay xa. Đây một bên trái này là cảnh, còn bên phải này là quay cái quay này. Giờ mình chỉnh xa chỉnh gần. Cái này bỏ cái phần chữ đi, rồi bỏ phần chữ đi rồi sáng lên, đậm lại. Bây giờ bắt đầu mình chuyển cảnh, chuyển sang cảnh này cho nó mờ này, bỏ cái chữ đi này, bỏ chữ đi này. Cái này cho nó sáng quá rồi bớt đi, rồi bớt vậy là được rồi đó. Bớt vậy là có lý rồi đó. Bây giờ bắt đầu mình lấy cái này zoom xa zoom gần, mình thử cái zoom xa zoom gần có được cỡ là bao nhiêu. Cái này cũng tương đối khá tốt đấy chứ. Này kiểu này cũng được, nhưng xa nhưng gần được. Để một cảnh nhưng xa nhưng gần coi cho rõ. Zoom xa nhưng gần. Cái này kéo xa ra này. Zoom gần lại này. Gần một chiếc lá luôn này. Dùng tút cho mà xa để quay nó cao lên một chút nữa thì được, quay nó cao lên thì thấp quá, mở ra quay nó cao lên. Quay cao cái này chắc là ngó ra ngoài rồi này. Vặn chặt nó lại. Đó. Cần chặt nó lại là bắt đầu mình quay chuyển cảnh. Đây, cao rồi đó. Giờ bắt đầu zoom thử nó tới cái nhà đằng kia. Đằng kia xa quá, zoom tới. Zoom hết cỡ đó. Zoom vậy là hết cỡ rồi. Này lấy nét lại được này. Lấy nét cỡ đó hết cỡ rồi. Nhìn thấy ảnh Đức Mẹ à? Này zoom 120x. Em khóc cho duyên hận hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Có khi zoom cái đầu kia coi tới. Cái nhà chút đằng kia. Thấy cái mái gì đó. Zoom 120.
120x mà chỉ được nhiêu đó. Những cái chi tiết gần, những chi tiết gần như vậy là chỉ có được những cái chi tiết gần 120x, được những chi tiết gần thôi, không được xa. Từ đây qua kia được, còn xem những cái gần ngay đây cả được. Đây đâu rồi, đây đây mình quay cái này, quay màn hình máy vi tính này rồi. Này hạ bớt xuống, cái này cái máy vi tính của mình nữa rồi. Quay cảnh này ở đây, quay sát thì tương đối là cũng nét đó, tương đối là có nét, tương đối là cũng nét. Cái này chuyển cảnh quay màn hình, chuyển cảnh quay màn hình, quay màn hình như cái bài lúc nãy của mình đâu. Đây đây, quay màn hình đây, này cái này là mình quay cái màn hình của mình. Qua cái màn hình của mình thì màu tương đối là rõ, màu tương đối rõ hơn. Dù phút đêm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng, mây tím đang dâng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Chuyển cảnh khác nữa, đây là chuyển cảnh này, còn cái này là quay màn hình của mình này đó, cái này là quay màn hình này. Rồi còn đây là quay cái màn hình bằng máy vi tính, quay bằng máy vi tính này. Dâng hết cho người tình xa, thôi dừng quay ở đây nha.